Xin chào các mẹ đã quay trở lại với kênh Vlog Sữa Bò Tốt. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó sẽ là cùng nhau đi review về một dòng sản phẩm có thể nói là được các mẹ hết sức là săn lùng và tìm hiểu cho con sử dụng rất là nhiều trên các cái hội nhóm và diễn đàn trong thời gian vừa qua. Và mình cũng chưa thấy một cái dòng sản phẩm nào mà lại đặc biệt là có thể thu hút được cái sự quan tâm của các mẹ nhiều đến như vậy. Vậy thì đó là dòng sản phẩm nào ạ? Đây chính là dòng sản phẩm mà ngày hôm nay mình sẽ đi review. Đó, Blackmore đến từ đất nước xinh đẹp mà Úc. Vậy thì dòng sản phẩm Blackmore này thì nó sẽ mang lại những cái ưu điểm vượt trội như thế nào mà lại có thể được các mẹ Việt săn lùng và cũng như là tìm hiểu cho con sử dụng nhiều đến như vậy. Đó thì hôm nay thì mình sẽ đi review chi tiết để từ đó thì sẽ giúp cho các mẹ có thêm thông tin và có thể là lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp với bé yêu nhà mình. Đây chính là dòng sản phẩm sữa Blackmore đấy ạ. Như chúng ta thấy là có màu trắng chủ đạo và đặc biệt là đây có chiếc bấy màu đen đấy ạ. Thì chúng ta trông thì mẫu mã thì có vẻ là trông khá là đơn giản nhưng lại khá là bắt mắt và sang trọng. Và hầu hết thì những mẹ nào mà đã cho bé sử dụng qua dòng sản phẩm sữa Blackmore thì đều có phản hồi lại với shop rằng là sữa thì thứ nhất là sẽ có hương vị rất là thơm, tự nhiên này và không bị ngọt và rất là dễ uống. Và thứ hai đó chính là sữa giúp tăng cân hiệu quả và đặc biệt là sẽ giúp cho bé là cải thiện rõ rệt cái tình trạng bị táo bón ạ. Đó thì đều là những cái đánh giá khách quan từ phía khách hàng đã cho bé sử dụng. Còn đối với lại mình thì là khi mà mình cũng đã được thử qua cái hương vị sữa Blackmore này thì mình cũng phải công nhận rằng là cái dòng sản phẩm này nó có hương vị rất là thơm, tự nhiên và rất dễ uống. Nó không bị ngọt quá như là những cái dòng sản phẩm sữa cao năng lượng đâu khác. Và mình cũng tin chắc rằng đây chính là cái lý do mà hầu hết những bé nào mà đã sử dụng qua cái dòng sản phẩm sữa Blackmore thì đều sẽ yêu thích cái hương vị này. Và đặc biệt là kể cả những bé mà có khó tính và kém sữa nhất. Và công dụng thứ hai mà được các mẹ phản hồi cũng rất là tốt đó chính là về công dụng giúp trẻ tăng cân hiệu quả. Vậy thì tại sao Blackmore lại có thể là giúp trẻ tăng cân hiệu quả như vậy? Đó thì bí quyết nó chính là nằm ở cái thành phần dinh dưỡng cũng như là năng lượng ở trong sữa Blackmore. Như chúng ta thấy nhìn vào bảng thành phần ấy thì là cái năng lượng của nó là 299 kilocalo trong 100ml pha chuẩn. Thì mình xin nhấn mạnh đây là một cái tỷ lệ năng lượng rất là cao đấy ạ. Và nó sẽ gấp khoảng gần 4 lần so với những dòng sản phẩm sữa công thức thông thường. Bởi vì là ở những dòng sản phẩm sữa công thức thông thường ấy thì là cái năng lượng nó chỉ đạt khoảng từ 70 cho tới 80 kilocalo trong 100ml pha chuẩn thôi. Còn riêng đối với lại dòng sản phẩm Blackmore thì nó lên tới 299 kilocalo đấy ạ. Thì đây cũng chính là cái lý do, thì lý giải vì sao lại Blackmore lại có thể là giúp trẻ tăng cân một cách hiệu quả đến như vậy. Và đến đây thì có rất là nhiều mẹ sẽ đặt ra câu hỏi rằng là tại sao thì những dòng sản phẩm sữa cao năng lượng lại có thể là giúp trẻ tăng cân tốt hơn so với lại những dòng sản phẩm sữa công thức thông thường. Đó thì mình xin giải thích như sau. Thì hầu hết thì đối với những bé mà bị nhẹ cân thấp còi ấy thì là do cái nguyên nhân chính, đó chính là do cái dinh dưỡng mà chúng ta bổ sung cho bé nó chưa được cân đối và nó phù hợp, hầu hết là bị thiếu. Và thứ hai là theo chuyên gia dinh dưỡng ấy thì cái nguyên tắc vàng mà để giúp cho trẻ có thể là tăng cân một cách tốt nhất đó chính là nhờ cái lượng calo nạp vào nó phải lớn hơn so với lượng calo tiêu thụ. Đó thì lúc này thì những cái dòng sản phẩm sữa cao năng lượng như là Blackmore thì nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là nó sẽ bổ sung và nó lấp đầy được cái lượng dinh dưỡng mà bị thiếu hụt của trẻ, để từ đó thì sẽ giúp cho trẻ có thể là nạp đủ được cái lượng dinh dưỡng cũng như là thừa cái lượng calo thừa để có thể là phục hồi và tăng cân một cách tốt nhất. Vậy thì rất là nhiều mẹ sẽ lo lắng rằng là không biết thì sản phẩm cao năng lượng và giúp con tăng cân tốt như vậy thì liệu có gây táo bón cho con hay không. Đó, và đây cũng hầu nhất là những cái lỗi lầm chung mà những mẹ mà có con vừa bị nhẹ cân lại có cái thể trạng dễ bị táo bón ấy, đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ trả lời với các mẹ, đó chính là dòng sản phẩm sữa Blackmore giúp hỗ trợ tăng cân rất là tốt, tuy nhiên sẽ không gây táo bón các mẹ nhé. Lý do là bởi trong sản phẩm sữa Blackmore thì có được bổ sung hệ prebiotic như là hay viết tắt là GOAT ạ. Các mẹ cũng nghe khá quen thuộc đúng không ạ? Thì nhờ những cái dưỡng chất này thì nó sẽ giúp cho trẻ có thể là cái hệ lợi khuẩn ở trong đường ruột của bé sẽ hoạt động luôn khỏe mạnh và sẽ hạn chế được những cái tình trạng như là bị táo bón ở trẻ. Và cái lý do thứ hai mà sẽ khiến cho dòng sản phẩm Blackmore này vừa tăng giúp tăng cân tốt nhưng lại không gây táo bón đó chính là được bổ sung cái dưỡng chất OPO. Thì đến đây thì nhiều mẹ sẽ thắc mắc là không biết là cái dưỡng chất này đó là gì và nó sẽ có cái công dụng như thế nào đối với hệ tiêu hóa của trẻ, đúng không ạ? OPO hay còn viết tắt đó chính là infant beta palmitin. Thì đây chính là một dạng chất béo được nghiên cứu lâm sàng trong sữa công thức và dành cho trẻ sơ sinh bởi nó có cấu tạo và lợi ích như chất béo được tìm thấy ở trong sữa mẹ. Do vậy thì nó khá là dễ tiêu hóa và dễ hấp thu và nó sẽ mang lại những cái lợi ích như sau. Đầu tiên thì nó chính là giúp cho trẻ phân của trẻ được mềm hơn, do vậy thì sẽ hạn chế được tình trạng táo bón rõ rệt. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho trẻ có thể giảm quấy khóc. Thứ ba, đó chính là cải thiện giấc ngủ. Và thứ tư đó chính là sẽ tăng khả năng hấp thụ canxi để sẽ góp phần giúp cho trẻ có một cái chiều cao lý tưởng.
Và một lý do nữa mà sẽ giúp cho Blackmore vừa tăng cân và không gây táo bón và nó khác biệt so với một số những dòng sản phẩm sữa cao năng lượng khác, đó chính là song sữa có bổ sung alpha lactalbumin protein. Đó thì nhờ cái dưỡng chất này thì nó sẽ giúp cho trẻ có thể là giảm cái sự khó chịu ở trong bao tử và hỗ trợ cái hệ vi khuẩn đường ruột của bé luôn khỏe mạnh này, và cũng như là giảm cái tình trạng như là bị chướng bụng hay đầy bụng và nhiễm trùng dạ dày của trẻ. Do vậy thì đây là một cái ưu điểm khá là nổi trội, khác biệt so với những sản phẩm sữa công thức khác mà không có nó. Thì là như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ngoài cái công dụng hỗ trợ tăng cân bé, tăng cân rất là tốt ý, thì nó sản phẩm cũng không hề gây táo bón. Do vậy thì mẹ có thể là hoàn toàn yên tâm và có thể là lựa chọn cho bé sử dụng dòng sản phẩm Blackmore này để giúp cho bé tăng cân. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng dòng sản phẩm Blackmore này có thể chứa cái năng lượng rất là cao, tuy nhiên thì cũng khá là dễ hấp thu và dễ tiêu hóa, thì do vậy thì sẽ giúp cho trẻ có thể là dễ dàng phục hồi tăng cân một cách hiệu quả nhất. Và công dụng tiếp theo của dòng sản phẩm sữa Blackmore đó chính là giúp cho trẻ phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất. Và nếu các mẹ để ý ấy, thì là những cái dòng sản phẩm mà đến từ nước Úc, sữa công thức đến từ nước Úc ấy, thường thì là rất chú trọng cái việc làm sao để có thể là giúp cho trẻ tăng chiều cao một cách tối ưu. Và bằng chứng là chúng ta có thể thấy những em bé ở nước Úc ấy, thường thì có cái chiều cao khá là lý tưởng. Đó, vậy thì đối với dòng sản phẩm Blackmore này cũng như vậy. Thì chúng ta có thể nhìn vào bảng thành phần dinh dưỡng thì là cái hàm lượng canxi này, vitamin D và phốt pho trong sản phẩm sữa rất là cao và được thiết kế với tỷ lệ cân đối. Thì là canxi thì nó sẽ tham gia vào cái quá trình đó chính là hình thành và cấu tạo cái hệ xương răng của trẻ, và vitamin D và phốt pho thì nó sẽ giúp cho cái quá trình hấp thu canxi một cách tốt hơn. Thì từ đó thì sẽ giúp cho trẻ có thể là bắt kịp được cái đà tăng trưởng và phát triển được hết cái tiềm năng chiều cao. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là ngoài cái công dụng đó chính là giúp cho trẻ có thể là tăng cân tốt và hỗ trợ tiêu hóa, thì sản phẩm còn hỗ trợ bé tăng trưởng chiều cao rất là tốt. Và đây cũng chính là cái lý do mà hầu hết mẹ Việt rất là yêu thích ở cái dòng sản phẩm Blackmore này và đều lựa chọn cho bé yêu nhà mình sử dụng. Và một công dụng nữa chúng ta không thể không kể đến đó chính là giúp cho trẻ có thể phát triển trí não. Thì nhờ vào cái hàm lượng chúng ta để ý ở trên bảng thành phần đó chính là DHA, ALA và ARA. Đó thì đây đều là những cái dưỡng chất nó có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà giúp cho trẻ có thể là hoàn thiện cái thị giác này và trí não này, để từ đó thì sẽ giúp cho trẻ có thể là tăng cái khả năng ghi nhớ này, thông minh và ham học hỏi hơn. Ngoài ra thì sản phẩm còn chứa nguồn 25 vitamin và khoáng chất, thì nó góp phần thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa cơ thể bé một cách tốt hơn và sẽ phòng ngừa được những cái chứng thiếu hụt vitamin ở trẻ, để từ đó thì giúp cho bé có thể là phát triển một cách khỏe mạnh nhất. Như vậy thì qua những cái phân tích ở phía trên ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái dòng sản phẩm sữa Blackmore có rất là nhiều những cái điểm khác biệt so với những dòng sản phẩm sữa khác. Đó, thứ nhất là về cái phần năng lượng thì rất là giàu dinh dưỡng rồi, và thứ hai là sẽ bổ sung những cái dưỡng chất rất là quý và có nhiều trong sữa mẹ, để từ đó thì sẽ giúp cho trẻ tăng cân này, tăng chiều cao này và phát triển một cách khỏe mạnh nhất. Đó, và dòng sản phẩm sữa Blackmore thì sẽ rất phù hợp với những bé nào mà có cơ địa bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng này, thấp còi này, và đặc biệt là có hệ tiêu hóa nhạy cảm như là hay bị táo bón ý, thì mẹ có thể là tham khảo ngay cho bé sử dụng dòng sữa Blackmore này. Sản phẩm thì sẽ được chia thành 3 giai đoạn, sẽ phù hợp với từng cái lứa tuổi phát triển của trẻ. Số 1 thì sẽ dành cho trẻ từ 0 cho tới 6 tháng, và số 2 thì sẽ dành cho trẻ từ 6 cho tới 12 tháng, và số 3 thì sẽ dành cho trẻ trên 1 tuổi. Và hiện tại thì Blackmore đã được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và sẽ được quản lý chất lượng bởi những cái cơ quan chức năng và có dán tem phụ đấy ạ. Thì trên tem phụ có đầy đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng này, hướng dẫn cách sử dụng và cái nguồn gốc rõ ràng. Đó, do vậy thì mẹ có thể là dễ dàng lựa chọn được những cái hộp sữa chính hãng cho con. Và thứ hai là chúng ta cũng có thể là pha được những cái ly sữa đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra. Sản phẩm hiện tại đang được bán chính hãng tại hệ thống sữa bột tốt trên phạm vi toàn quốc. Và nếu các mẹ có cái băn khoăn thắc mắc thì có thể là truy cập vào trang web sữabottot.com hoặc comment phía dưới thì shop sẽ giúp các mẹ giải đáp chi tiết. Và các mẹ hãy nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật được những cái thông tin kiến thức mới nhất về sữa công thức. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo.